Xin mến chào quý bà con cô bác. Mình Toàn đang ở trong cái ga Đại Dương, ga cáp treo Đại Dương của Hạ Long Park. Và như quý bà con cô bác biết, hôm nay là lượng khách về với ga cũng không được nhiều, nhưng mà cũng lượng khách về đây khá là tấp nập rồi. Đây, quý bà con cô bác thấy trong này là sẽ trang hoàng một số cái vật dụng như ở đây, chuông, các cái chuông này, chuông này, này chuông gió này. Không biết là cái này là giá bao nhiêu? 120.000, 300.000. Đây, chuông này không biết bao nhiêu luôn. À đây, 150.000 quý bà con các bác. Đấy, chuông rất là đẹp. Hôm nay trong cái ga này thì một số cái bán một số mặt hàng lưu niệm. À đây, mình thưa quý bà con các bác, mình Toàn sẽ đi vào đây để quý bà con các bác xem một số cái hình ảnh về cái ga của ga Nữ Hoàng của Hạ Long Park. À, đây là những du khách mà chờ để lên chờ để chúng ta lên ga, và đây là những du khách mà từ ga để đi về, từ cáp treo đi xuống. Đấy. Và đây là những du khách mà sẽ đi lên cáp treo. Lượng người cũng khá là đông ấy quý bà con. Đây, mến thưa quý bà con, một số cái giá của khi mà chúng ta đi ga. Thời gian biểu diễn múa rối nước là từ 17 giờ, 18 giờ, 19, 20, 21 giờ hàng ngày. Còn thời gian hoạt động cáp treo Nữ Hoàng là 14 giờ đến 22 giờ và 9 giờ đến 22 giờ ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ sáu là 14 giờ đến 22 giờ. Và mến thưa quý bà con, ở đấy là ở trong cái khu này là khu cáp treo của Nữ Hoàng. Còn đây là phía ngoài của cái cáp treo Nữ Hoàng, và mình Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta ra phía ngoài của cáp treo Nữ Hoàng một chút nhé. Đây là cái khu ngoài của cáp treo Nữ Hoàng. Có cũng hôm nay cũng thấy một số du khách quốc tế, du khách về thăm Hạ Long, chủ yếu là khách quốc tế thôi. Cái cây này là xanh hay xí anh nhỉ? Xanh, xanh ôm lọ bình xứ đẹp anh nhỉ? Đây, các cái không gian của vườn, khu này là khu vườn cây xanh này, khá là đẹp chứ các bạn. Thank you.
Đây, khu này là khu vườn cây mà chuyên tổ chức các cái sự kiện, ví dụ như là các cái một số cái hoạt động như là triển lãm ảnh và các cái hoạt động, một số hoạt động khác. Và đây là một số cái chỉ dẫn để chúng ta đi chơi ở trong Hạ Long Park này, quý bà con. Đây là công viên rồng này, công viên nước này, bãi tắm này, bãi gửi xe này, cổng công viên này, ga cáp treo này. Đấy. Đây chúng ta thử đi ra phía ngoài của cổng công viên này xem nó như thế nào nhé. Mùa này cũng không phải là mùa du lịch nhưng mà lượng khách về với Hạ Long khá đông ấy quý bà con. Wow. Đây quý bà con. Chúng Toàn vừa xin phép nghỉ lại để chụp một số cái hình ảnh. Đấy, cái khu kia là khu vui chơi của Hạ Long Park đấy quý bà con ạ. Quý bà con đang thấy các cái xe điện. Wow, nước đẹp quá. Cái chuông này cũng rất lớn luôn. Đây là các cái vòi đài nước. Vào về đây thì rất là nhiều em gái xinh đẹp luôn. Và phun nước khá là đẹp quý bà con. Quý bà con quý bác thấy nó phun tự động đấy quý bà con. Ở trong này thì có hai cái chuông đồng rất là lớn. Minh Toàn cũng không biết là tải trọng như thế nào nhưng mà theo cảm nhận của Minh Toàn nếu mà
cái này nó cũng phải lên cả tấn đấy. Ta đi trong công viên này mà cứ ngỡ như là đi giữa trời Tây luôn ấy. Về với Hạ Long Park thì quý bà con cô bác cũng có thể không sợ khát nước khi mà chúng ta đi du lịch, bởi vì trong này có các cái điểm bán như là kem tươi, nước. Đây, kể cả là một cái thùng rác thôi nó cũng rất là đẹp rồi quý bà con. Cho tôi xin rác. Đây, mình toàn sẽ mời quý bà con cô bác đi vào cái khu vườn này xem, khu công viên này. Đây. Khá là đẹp luôn quý bà con. Mình toàn là nếu mà quý bà con cô bác mà có dịp thì xin trân trọng kính mời quý bà con cô bác một lần ta về với Hạ Long Park, về Hạ Long và chúng ta vào cái khu Hạ Long Park này chúng ta chơi du lịch. Đây, và cái cáp treo nữ hoàng đây thì bà con, nó đi bắt đầu đi từ bên này bên bãi cháy đi sang bên Hòn Gai. Và ở đây có 5 con rồng rất là đẹp luôn. Đây, thưa bà con, đây là 2, 4, 5 con rồng biểu tượng rất là đẹp khi mà chúng ta về với Hạ Long Park luôn. Em gái sáng đẹp quá nhỉ.
Như quý bà con cô bác cũng vừa nhìn thấy được một số cái hình ảnh về Hạ Long Park, thì đấy là một số cái hình ảnh mà về bên phía trong của Hạ Long Park. Còn khi mà chúng ta vào cái khu du lịch kia thì chúng ta mua vé vào những cái mùa này thì giá vé nó cũng không đắt lắm đâu, nó khoảng 50.000. Và Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một số cái video phía bên trong của khu vui chơi này qua một số cái video khác. Hôm nay Minh Toàn xin dừng video này ở đây và mời quý bà con cô bác xem về Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung qua một số cái video của kênh của Minh Toàn mà quý cô bác đang xem nhé. Cảm ơn quý bà con cô bác và xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.